Dạ, lịch sử tình trường của em á thì tóm gọn có một câu là 12 năm, 2 mối, 2 tình yêu. Mà cứ cái khoảng thời gian mà em thấy nhạy cảm là cái số 6 á. Là quen đúng 6 năm, ngắt. Nên bởi vậy anh ơi, mình quen mình né số 6 ra nha anh. Tới khoảng số 4 hay số 5 mình chốt đi anh. Chốt là có nghĩa là 4 năm là lấy á. Mình dạ, tiến tới được em. Kìa, đàn trai hỏi kìa, 4 tháng lấy luôn được không kìa? Dạ, mình chốt. Chốt rồi. Dạ, mình chốt. Với quan điểm của nhà gái thì thấy bạn trai trên này rất là hiền lành, rất là dễ thương và đặc biệt là rất là chân thật. Thì nhà gái là nhà gái ưng rồi đó. Hay quá. Và thấy con bên này cũng rất là vừa ý. Rồi mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu và sớm có một cái tiệc vui vui đặng cho dòng họ đặng biết. Mà cô nhận thấy là giữa hai con làm như có cái gương mặt phu thê sao á. Này em tính nói đó. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Dạ, chào luôn gia đình của bạn gái và bạn gái kế bên. Dạ, em tên là Trịnh Minh Trí. À, em 30 tuổi, em đến từ LA. Tính từ đâu? Dạ, LA là Long An đó anh. Trời ơi! Trời ơi, duyên dáng. Quá dễ. Dấu hiệu sự duyên dáng đầu tiên. Em đang công tác tại văn phòng đăng ký tỉnh Long An. Em là kỹ sư chắc địa. Bây giờ thôi, bây giờ thấy bên đàn trai người ta bộc lộ sự duyên dáng của người ta rồi đúng không? Dí dỏm nữa. Bây giờ bên đàn gái mình đừng có chịu thua. Em tự giới thiệu đi. Trời sao con rung quá cô Hồng Vân ơi. Trời. Sao lâu nữa thiệt con rung quá luôn á. Có gì đâu rung. Em chào cô Quyền Linh. Nhớ rồi, xấu hổ quá. Cô Quyền Linh tay, chào nắm em tay truyền, nắm tay, nắm tay truyền lửa. Rung lắm. Đàn gái rung duyên dáng lắm nha. Rồi dạ. Cô Quyền Linh chào bên đàn gái. Dạ cho con xin phép là gọi là chị Hồng Vân. Đúng rồi. Em chào anh Quyền Linh, bạn trai bên kia và các anh chị khán giả, bạn bè có mặt trong ngày hôm nay ạ. Em tự giới thiệu, em là Phương Thảo, năm nay em 30 tuổi, nhà ở quận 5, thì công tác hiện tại là đang ở quận nhất. Cụ dạ. thể là em làm gì? Em là bên quản lý mạng chăm sóc khách hàng. À, quản lý chăm sóc khách hàng là cô đó lành lắm đó. Bây giờ đàn trai giới thiệu đi, những cái ưu khuyết điểm của mình là gì cho đàn gái nghe nè. Dạ thì về ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, mà nấu mấy món đơn giản thôi. Rồi không hút thuốc, không cờ bạc, thì uống rượu ở mức xã giao thôi. Còn khuyết điểm của em thì em hay lo lắng thái quá. Tại em làm bên kỹ thuật á, thì em hay cầu toàn lắm, em muốn cái gì nó cũng hoàn mỹ hết. Đó là một cái điểm cũng tốt mà, hơi chỉnh chu. Dạ. Như đôi khi chỉnh chu quá làm người khác khó chịu, đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Giờ bên đàn gái đi. Dạ thì ưu điểm của em á, sao em nghe bạn trai tả xong cái em xấu hổ quá à. Ủa gì xấu hổ? Bạn nhiều ưu điểm quá đúng bị không? Bị lấn áp hết trơn luôn, nghe nó biết nấu ăn là em thấy em bắt đầu em e dè, em rụt rè rồi. Em không biết hả? Dạ em biết. Nhưng mà có điều ăn không được. Sao kỳ vậy? Tức là mình biết nấu nhưng mà là mọi người sẽ ăn không được cái nấu. Dạ mà có mình em thấy ngon à. Còn bà con, bạn bè, anh hai em ăn là thôi lần sau để anh nấu cho, đừng nấu nữa. Rồi em nói nữa đi. Đàn gái là gì? Cái ưu điểm của em á là em được một cái là em khả năng chịu đựng của em tốt lắm. Tại vì em làm bên mảng chăm sóc khách hàng á. Đúng. Nên nhiều lúc cãi lộn hoặc là khách khó chịu hay sao thì cũng ngồi lắng nghe nhẹ nhàng chứ. Tức là mình sẽ không cãi lại. Mình dạ, sẽ không cãi lại. Giờ mình nói một chút xíu về gọi là tình duyên đó giờ đi cho mình hiểu nhau hơn. Dạ, bạn trai. Thì trước giờ em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thứ nhất là do là hồi đó đi học đại học cũng có quen. Rồi sau này bạn đó về quê rồi không có liên lạc nhiều, tại sao mà cách lòng đó. Dạ còn cái mối tình thứ hai thì em cũng quen trên mạng Facebook. Hai người chưa gặp mặt lần nào hết. Tại lúc đó em cũng đang đi học nâng cao lên, còn không có hứa hẹn gì với bạn đó hết. Rồi cái giờ bạn đó có chồng với lại có con rồi. Giống như không dám nói. Vậy là mối tình cũng chưa sâu đậm gì chứ. Mối tình thứ ba. Dạ mối tình thứ ba thì quen bạn đó cũng tìm hiểu đâu cũng được nửa năm. Nhưng mà thấy không có hợp lắm thì không có quen nữa. Rồi giờ mình nói về bên mình đi hả? Dạ lịch sử tình trường của em á thì tóm gọn có một câu là 12 năm 2 mối 2 tình yêu. Mà cứ cái khoảng thời gian mà em thấy nhạy cảm là cái số 6 á. Là quen đúng 6 năm ngắt. Nên bởi vậy anh ơi, mình quen mình né số 6 ra nha anh. Tới khoảng số 4 hay số 5 mình chốt đi anh. Chốt là có nghĩa là 4 năm là lấy đó. Mình dạ, tiến tới được em. Kìa, đàn trai hỏi kìa, 4 tháng lấy luôn được không kìa? Dạ mình chốt. Chốt luôn rồi. Dạ mình chốt. Nhưng mà rồi. lý do là sao em lại chia tay? Cái mối đầu của em thì lúc đó có thể là em còn nhỏ quá, em chưa có suy nghĩ chín chắn thôi để em còn đi học. Cái mối thứ hai thì nói xấu hổ quá, hồi đó giống như theo kiểu mà xấu mà còn không biết phấn đấu nữa. Trời. Xấu mà bạn đó góp ý, em ơi em giảm ký xuống một chút. Em ơi anh thấy mặc đồ này không hợp đâu, mình nên phối màu vậy nè. Không,
em đẹp rồi, em tự tin lắm. Hồi xưa là em cỡ này nè. Đâu để tôi qua coi đàn gái chút xíu nha. Quá coi. Chờ xíu coi. Anh ơi, nhờ anh coi cái mặt tướng phù thề vậy giờ. Để anh coi chứ coi. Đâu? Ôi trời em gái. Trời dễ thương xinh quá vậy ta. Vậy mà biểu là không ấy nè. Trời ơi đàn gái dễ thương quá. Thằng trai chịu quá. Không, mà tôi nhìn đàn trai tôi thấy là điều đầu tiên tôi thích là cái răng khểnh đó nha. Em có cái gu của em có răng khểnh không? Cái gu của em á, em không có yêu cầu về răng mà em yêu cầu về bụng. Bụng hả? Chào chị. Cái đàn trai tôi thấy hơi bị được đó nha. Tôi nói nghiêm túc cho cô biết đó nha. Nhưng cô mà em thích anh nào bụng bự. Ủa, phải có bụng. Bụng bự hả? Sao dạ. Thích bụng bự vậy em? Em mê anh nào bụng bự lắm. Nhìn nó hấp dẫn mà theo trời cái ơi. Kiểu là rất là tạo được cái niềm tin mà chắc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, mạnh mẽ nữa. Nghĩa là đàn ông bụng bự là có niềm tin vững chắc. Hỡi dạ. Người đàn ông đang bụng bự hãy tự hào vì điều đó. Vỗ tay cho cô gái của tôi nào. Bây giờ là đàn gái nè. Em dạ. Không thích gì ở đàn ông? Em thì em không yêu cầu gì nhiều hết. Em yêu cầu là phải có cái sự chân thành, phải có sự chia sẻ. Và em không thích nhất là không thích nói xạo em. Không thích nói xạo nha. Dạ. Hứa đi nha. Còn bạn, bạn có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em có cái mẫu hình giống như ca sĩ Võ Hà Trâm vậy đó. Là cái tính tình đó, nó vui vẻ, hòa đồng vậy em thích. Em làm như bữa nay á, là ông Tơ bà Nguyệt là đưa đến cho em một cái mẫu mà nói chung là hoàn toàn trong trí tưởng tượng của em là có hết luôn. Chính đó. Xác luôn. Cái nụ cười cũng giống Võ Hà Trâm luôn. Sao kỳ vậy ta? À. Dạ, dạ không, em may mắn quá rồi. Bây giờ em tưởng tượng cái cô gái bên đây á như thế nào, em tả thử chị coi đúng không? Dạ là cái có cái nụ cười thân thiện nè. Rồi nếu mà mặt nó có cái đồng tiền thì nó cười có đồng tiền thì nó sẽ hay hơn. Không có đồng tiền nhưng mà cổ chẳng... cười gần như ra tiền. Bây giờ vậy nè, mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái nào đi với ai vậy em gái? Em đi với chị đồng nghiệp với lại bạn bè của em. Đồng nghiệp hả? Giờ mình cho dạ. Ý kiến đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào mọi người có mặt ở trong trường quay. Em tên là Vân, thì em là đồng nghiệp của Thảo, chị em chơi với nhau đến đây cũng 10 năm rồi. Em rất là quý Thảo vì Thảo là một cô gái rất là dễ thương. Với quan điểm của nhà gái thì thấy bạn trai trên này rất là hiền lành, rất là dễ thương và đặc biệt là rất là chân thật. Thì nhà gái là nhà gái ưng rồi đó. Hay quá. Hay quá. Hôm nay chú rể đi với ai vậy? Dạ đi với mẹ với lại mấy dì. Dạ đi người em nữa. Chào cô, chào thằng trai. Dạ cô xin gái. Chào ông Mai Quyền Linh và bà mối Hồng Vân. Dạ. Và cô chào con và dạ, chào tất con. Cả mọi người trong trường quay hôm nay. Chào bên đàn gái. Tôi là mẹ của Trí. Trí nó ở nhà nó rất là ngoan hiền. Đến nỗi nuôi đến 30 năm mà vẫn chưa tìm được một cái nàng dâu nào. Nên bữa nay đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì tôi rất là vui. Và thấy con bên này cũng rất là vừa ý. Rồi mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu và sớm có một cái tiệc vui vui cho dòng họ đang biết. Mà cô nhận thấy là giữa hai con làm như có cái gương mặt phu thê sao á. Thấy em tính nói đó. Dạ, xin chào hai MC, chào khán giả trường quay. Tôi là dì của Trí thì cũng lâu lắm rồi, trong gia đình mình chưa có đứa cháu nào lập gia đình hết. Cũng mong là hai con có sự khởi đầu tốt đẹp. Dạ, xin tặng hai cháu và chương trình mấy câu thơ. Câu thơ nữa hay quá gì. Xin chào khán giả MC, thân chào hai họ đến đây kết tình. Này là trai Thảo gái Sinh, hai con bấm nút cho mình kết đôi. Trời ơi, khởi đầu này vô cùng là tốt đẹp luôn. Dạ đó. Lần nữa là chúc hai con khi đi lẻ loi, khi về có đôi. Cảm ơn chị. Rồi vậy là nó hợp tình hợp lý rồi dân ha. Hy vọng là mình có cái đầu heo đi. Hy vọng hôm nay là ông Mai và mối là có cái đầu heo liền nha. Ok. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi dân ha. Mở đi, mở đi. Rồi lên. Mở rào. Chuẩn bị Trí nha. Anh thấy là đàn gái đàn trai là có duyên rồi, quan trọng là tụi em có nợ hay không thôi. Bắt đầu đi Trí. Rồi quay lại nào. Không gian này của em đó. Đó của hai đứa. Dạ, chào anh. Dạ. Tới chương trình thì anh có 3 món quà để dành tặng em. Dạ. Dạ. Thứ nhất là tặng cái bông hồng này có 9 bông nữa, thì nó sẽ là một tình thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu. Dạ. Đây là hoa bằng sáp ha. Hai dạ, người ta đồng được. Màu với đầm may mắn dạ. Hôm nay rồi. Dạ, tiếp theo đó là cái tấm thiệp này dạ. Anh tự thiết kế và dạ, hy vọng là nếu mà mình có duyên với nhau á, mình sẽ làm cái thiệp cưới giữa anh với em. Và dạ, đây là cái địa chỉ nhà anh.
Đây chỉ là để tọa độ trắc địa và tọa độ Google Map. Nếu em có đi Long An á thì em tới em nhắn tin trên điện thoại là sẽ kiếm được nhà anh. Trời, này chuẩn bị kỹ vậy ta. Còn đây là cái đồng hồ. Đây là đồng hồ nên lựa là cái mặt tròn á. Thì nó ý nghĩa là giống như tình yêu, nó không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Nó tượng trưng cho tình yêu, anh phép đeo cho em. Trời ơi, đề nghị cô dâu đọc cái nội dung của tấm thiệp coi. Sao mà nó ngọt ngào dữ vậy trời. Ủa đeo đồng hồ luôn rồi kìa Linh. Đeo khỏi luôn. Bấm nút đi. Em có một món quà tặng anh. Đây nữa nè, bó bông nữa kèm theo. Dạ. Đó là món quà của bà mối dạ, dành cho đó. Dạ, cái này đó là món quà của chị ông Vân. Mong là trao chút cái duyên mà chút cái may mắn khởi đầu. Rồi, dạ. Cảm ơn chị ông Vân. Em tặng anh cái quà này, thực ra cái này là cái cuốn sách. Mà cái sách gọi là sách gối đầu giường của em luôn á. Thì em tặng anh để mong là mỗi lần mà mình mất thăng bằng hoặc là cần tìm một cái niềm vui thì mình đọc ra, tại vì đây là cái cách em làm suốt mấy năm qua mà em thấy nó hiệu quả nên em muốn chia sẻ với anh. Rồi, cảm ơn em. Tò mò quá. Em xin phép được đọc nha. Dạ, ảnh có làm thơ, có logo chương trình bạn muốn hẹn hò. Là mốt thay thế cái hình em là cái hình đó. Có thiệp ghi là Minh Trí và người nhận thiệp. Thật vui khi gặp được em, người mà anh thầm mơ ước. Em có tin vào duyên số không? Em mắc cỡ quá. Em đọc mà em mắc cỡ quá. Dạ, anh thì tin là em là định mệnh của đời mình. Anh mong sẽ cùng em tìm hiểu, cùng nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống và sẽ cùng nhau vẽ lên một bức tranh tình yêu thật đẹp. Anh hy vọng sẽ thay thế ảnh cô dâu bằng ảnh xinh đẹp của em trong ngày cưới và ghi tên em trong tất cả thiệp cưới của mình. Cho anh cơ hội làm người yêu em và cũng là người đi đến hết cuộc đời. Chọn anh là người mà em có thể yêu thương và đặt trọn niềm tin vào anh. Trời, em... trời ơi, trời em rung rinh quá luôn á. Trời ơi, thật sự á. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn món quà của em. Tụi nó chuẩn bị giống như đám cưới luôn rồi. Thiệt luôn á, Linh ơi, vẫn thấy cái nút. Tối qua hồi hộp ngủ không được luôn. Thấy không? Dạ. Vỗ tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Mời hai bạn vào vị trí đi. Nó nghe nè cưng, rồi bây giờ bụng bạn nam chưa có đủ bự thì sao? Anh gán tập cho bụng bự nha, đừng có để bụng ốm, em không thích bụng ốm. Dạ. Bụng bự thấy nó vững vàng lắm. Cái sở thích nó hơi kỳ dị một xíu nhưng mà em mê lắm. Không, anh không thấy bụng anh nó cũng hơi bự rồi, tại bự trong cái giới hạn cho phép. Dạ. Em ghen sao em? Tí dụ em ghen thì em sao? Em ghen em dữ lắm. Cái tính em hung dữ ghê lắm. Em đánh cái người đó, em đánh chồng em. Em về em xử người nhà em trước. Xử chồng trước phải không? Dạ đúng rồi, mà em xử trước mà em ghen hùng hùng hổ hổ lắm. Nhìn em vậy thôi chứ tính em hung dữ như thằng đàn ông vậy đó. Nhưng mà nhìn bánh bèo lắm, mà khóc ghê lắm. Nên có gì có gì thì nói trước, nói thiệt với em. Ví dụ sau này nói em anh hết thương em rồi, cho anh quen người khác thì mình dễ chịu hơn là nói không giới thiệt với em buồn lắm. Thì cái quan niệm trong tình yêu anh đó thì có sự sẻ chia đó. Dạ. Thì anh với em thì cứ nói thật nói thẳng đi. Thì ví dụ em có giận anh hay gì đó em cứ nói thẳng ra, chứ đừng có im giấu mà ngồi khóc mình. Khi anh không biết em giận anh vụ gì hay em ghen cái vụ gì em chả biết nữa, nhiều khi ghen đúng ghen sai. Mà chắc chắn mình không có làm gì có lỗi thì em đâu có gì phải ghen. Dạ. Rồi. Em gặp anh em cảm thấy có cái độ rất là gọi là chân thành đó, mà rất là thật nữa, cảm thấy rất là quý anh ở cái điểm này. Dạ, cảm ơn em. Thầy rất mong em sẽ cho anh cơ hội. Sau đó em sẽ tặng cho em một cái bài hát, hát cũng thay lời muốn nói. Dạ. Đứng lên bằng đi cưng. Lòng đi em, anh về quê rước tía lên liền. Trời ơi. Rồi mai đám cưới rước dâu bằng xe Grab. Trời ơi. Ba má nhìn nhau cười vui, anh với em thì vui sướng trong lòng. Hỏi mà thấy em im re, sao mà làm thinh không có nói. Để anh đây trắng đêm lời dò dè. Nè, bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Bằng lòng nha em. Sao tôi nhìn bạn này tôi cứ tưởng tượng anh Quyền Linh hồi trẻ thì chân thành mà gọi là rất là hay mượn lời ca tiếng hát để nói nỗi lòng của mình á. Đúng rồi. Đó. Ảnh siêu dễ thương chị. Siêu dễ thương đúng không? Dạ anh đúng rồi. Hát tặng bạn trai đúng bài rồi. Nào đó. Em bị một cái hồi xưa bạn em hay nói á là người ta hát có tính nghệ sĩ, có tính ca sĩ. Em thì hát chỉ có tính mang tính giải trí thôi. Kệ. Em hát được 2 câu à, em không hát được qua 3 câu. Anh chịu khó một xíu nha. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim em chẳng biết đường về. Dạ hết rồi. Dạ được có 2 câu thôi, qua tới câu thứ 3 là sẽ bể. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy làm thủ tục của chương trình. Dạ. Đó là để tay vào nút bấm nha các bạn. Duyên nợ có hay không là do các bạn
Thời gian đã đưa ra đó là 4 tháng. Hy vọng rằng 4 tháng trôi qua nó sẽ đong đầy những cảm xúc. Hãy quyết định bằng chính con tim của mình nha. Chuẩn bị. Trời ơi. 3, 2, nó bấm luôn rồi. Chúc mừng. Nào, hai đứa. Dạ. Ủa bắt đó, nắm chặt tay nhau đi. Bây giờ á, để đánh dấu cái ngày quan trọng, cái cột mốc quan trọng này, mình hôn nụ hôn đầu tiên. Tình yêu bắt đầu từ ngày hôm nay với nụ hôn đầu tiên. Nào, bắt đầu đi. Em rung kỹ. Một cái vé xem phim dành cho các bạn. Dạ. Đây là cái hệ thống xem phim của Cinebox 212 lễ chiến thắng. Hãy đến đó xem những bộ phim về tình yêu để yêu nhau nhiều hơn nhé. Xin chào chương trình, chào anh Quyền Linh và chào chị Quốc Thần, chị Quốc Thần. Chào chị Hồng Vân ạ. À. Em xin lỗi. Em xem chương trình vợ ông Son quen, anh Quốc Thần quá mến mộ. Chị Quốc Thần. Trời ơi. Em xin lỗi. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Trần Văn Thương, đến từ Vĩnh Thịnh, Kiên Giang. Năm nay em 36 tuổi. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 2. Làm gì? Em là công ty chuyên về cung cấp thiết bị hàng hải. À, thiết bị điện tử hàng hải. À, rồi em giới thiệu mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh chàng bên kia và tất cả các bạn ở trường quay này. Dạ, em tên là Hồng Loan, nghề nghiệp trước đây là kiến trúc sư. Thì sau một thời gian làm việc, em phát hiện ra mình rất là mê kinh doanh. Cho nên về quê có mở một cái trang trại trồng rau hữu cơ tên là Sala Farm. Ồ, vậy em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 29. 29 tuổi. Wow, có nghĩa là bây giờ em đang ở dưới quê hay ở thành phố? Dạ, đang ở Gò Công. Ở dưới đang quê. Ở dưới Gò Công? Dạ. Bạn ơi, bạn nghe không? Dạ. Người ta đang ở dưới Gò Công. Dạ, giờ Gò Công chợ gạo hả chị? Dạ, thị xã Gò Công á anh. Đúng rồi. Còn bạn thì ở trên đây ở quận 2 hả? Dạ, em ở quận 2. Từ Sài Gòn về Gò Công đi nhanh lắm, bây giờ đi quốc lộ 50 ha. Mình qua cầu Mỹ Lợi đó. Cầu mới đẹp lắm, mới xây xong là tới Gò Công luôn. Ông này cái gì ông cũng biết, cái ghê thiệt á. Sao ông đi khắp cả đất nước hả trời? Ở đường xá cả Việt Nam, hang cùng ngõ hẻm nào của Linh cũng tới rồi đó. À, trời, nói nghe nè, cái điểm mạnh của bạn là cái gì vậy? Em khá là bản lĩnh. Nếu mà, sư mà. Dạ, bản lĩnh mình muốn là đúng rồi. Mình muốn cái gì là mình sẽ làm được cái đó, thích là sẽ làm được. Ví dụ như khi mà em muốn học yoga thì em đã học và lấy bằng yoga, có thể đi dạy và đang đi dạy yoga nữa. Trời, vậy là bạn bách nghệ luôn đó. Tại vì em rất là thích kiểu ham học hỏi. Em biết may cái áo dài này là em may. Trời đất ơi, cái gì cũng biết hết trơn á. Rồi. Rồi nhiều điểm mạnh quá, thì có điểm gì yếu không? Điểm yếu của em chắc là quá nhạy cảm. Nó làm ảnh hưởng đến một phần công việc, những cái mối quan hệ trước. Có dễ khóc không? Nhạy cảm hay khóc lắm? Dạ nhạy cảm nhưng mà rất là mạnh mẽ, không khóc. Không khóc nhè. Dạ. Rồi. Trai, bên ưu điểm, khuyết điểm là gì? Thì ưu điểm của em thì biết nấu ăn, chăm sóc trẻ nhỏ. Làm chăm sóc gì nhỏ? Cháu nhỏ. Trời, tôi nghe vợ nhỏ. Cháu nhỏ chỉ nếu mà về nông nghiệp thì hầu như là biết làm tất cả về nông nghiệp. Vậy là giỏi, những người mà yêu nông nghiệp, lao động nông nghiệp như những người đó rất là chân chất, phải nói là rất là kiên nhẫn. Vậy luôn á. Rất là yêu thiên nhiên. Rồi em có điểm yếu gì không? Còn điểm yếu thì rất nhiều, không biết đoán, không biết cách chia sẻ. Không biết chia sẻ tức là ngại nói đúng dạ, không? Dạ, là ngại nói. Mà muốn quan tâm đến ai đó thì không biết cách để làm. Không biết cách thể hiện. Ừ. Bây giờ nè, nói cho bà mối biết đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em đã có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là kéo dài được 7 năm. Mà hai người chia tay thì không phải để giận nhau hay chia tay, mà có nghĩa là chia tay giữa hai gia đình không có phù hợp. So sánh là giữa môn đăng hộ đối. Theo phong kiến xưa áo mặc không qua khỏi đầu, nghĩa là con không dám cãi cha mẹ. Là do làng gái. Dạ. Thấy thương không? Rồi sau mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì năm 2014 em có lên quay lại Sài Gòn em làm việc. Zalo Facebook em thì có vài tin nhắn này, nhắn tin làm quen. Thì em tình cờ em gặp một cô bạn ở cũng cùng đồng hương, cũng ở Kiên Giang mà khác huyện thôi. Thì, quen nhau? Dạ quen nhau. Quen nhau mấy năm? Quen nhau cũng gần một năm rưỡi. Năm rưỡi sau chia tay? Trường hợp đó là cũng phi hữu lắm. Bởi vì cái ngày lịch hẹn để đi chơi hai đứa Vũng Tàu á là cùng cái ngày đám cưới em trai của mình, em trai ruột, em trai út. Mà em trai út thì tao đám tiệc bỏ cái cuộc hẹn em có đám cưới. Dạ đám cưới. Rồi người rồi bạn gái chắc em là chỉ quan tâm gia đình, không quan tâm đến bạn gái. Về chia tay. Dạ rồi không ấy, rồi xong qua ngày hôm sau em đến để em giải thích á. Ừ. Nhưng mà cô ấy chuyển phòng trọ, cắt liên lạc, không liên lạc được thì chuyển phòng trọ luôn, rồi tìm không được. Tới bây giờ luôn. Còn bạn thì sao? Dạ em chưa có trải qua một mối tình chính thức á. Tại hồi đại học á thì em có quen một người bạn
quen nhau rất là trong sáng. Em rất là thích bạn, tại vì em thấy sao lâu quá bạn không có bày tỏ tình cảm với mình. Em mà thích người khác là em sẽ bày tỏ tình cảm, thì em mới nói là em thích bạn. Lúc đó mới phát hiện bạn là gay. Trời ơi. Cho nên hai đứa cũng mất đi tình bạn. Đó là điều mà em cảm thấy buồn nhất. Mấy năm tội nghiệp không? Mấy năm qua tới năm 2 á, là năm thứ 2 là phát hiện ra đúng không? Dạ. Chị hỏi nè. Ừ. Có phải là cái mẫu hình lý tưởng của em là một cái người đàn ông như vậy không? À, em không có quan trọng ngoại hình, nhưng mà cái nét đẹp ở bên trong đó, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đây là một cái gì bác sĩ, đó là một người rất ấm áp và sâu sắc. Thì cuốn sách của người đó viết á, nó không quá bi kịch mà nó đưa ra cái nhận xét của vị bác sĩ này về y học và về cuộc sống, tình cảm, gia đình thì rất là sâu sắc. À, cái hình này là em vẽ đó hả? Dạ em. Đưa anh mượn coi. À, phát họa lúc hồi nãy em ngồi chờ. Em mới khắc họa hả? Dạ. Nghĩa là mẫu hình lý tưởng của em sẽ là người giống như vậy? Dạ không, thì em nói về cái nội tâm. Thực ra là em không, hồi trước giờ em không có đưa ra hình mẫu lý tưởng về bề ngoài hình thức của người ta. Ừ. Em chỉ đào sâu về nội tâm thôi. Bạn hài hước vui vẻ làm cho em cảm trước, rồi em sẽ thích người đó thôi. Nói chung không có mụ. Thế em không có tưởng tượng là em sẽ thấy một người bạn trai phải giống như anh Quyền Linh hay là anh nào đó ví dụ. Dạ anh Quyền Linh rất là đàn ông. Anh rất đàn ông luôn hả? Dạ đúng rồi. Ấm áp. Nói chung đây là chỉ vẽ một cái người mà thần tượng thôi. Thế còn bạn, cái hình mẫu lý tưởng của bạn là như thế nào? Nếu mà mẫu lý tưởng em thì em không có so sánh, chỉ em chọn theo cảm nhận của em thôi. Biết quan tâm và chia sẻ để phép, với chia sẻ chuyện gia đình, chuyện mọi thứ. Bởi vì em đã điểm yếu, em đã không biết cách chia sẻ rồi. Em cần người để biết cách chia sẻ và cùng em chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui. Chị là được đó, bạn bên kia dạ. Chia sẻ rất là tốt. Thí dụ giờ bình đàn gái đồng ý bấm nút thì em khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân? Trong kế hoạch của em đưa ra thì tầm khoảng 5 đến tháng 6. Năm tới? Dạ năm tới. Đã, năm tới rồi. Em sẽ tiến tới hôn nhân. Ừ, lấy về vợ về ở đâu? Đúng rồi. Dưới quê em á thì em cha mẹ em mà cho sống tự lập từ năm 18 tuổi. Là tới tuổi 18 tuổi cha mẹ cho đất về tự lập nghiệp. Tức là 18 tuổi em đã có đất rồi. Dạ. Đất rộng bao nhiêu nè? À, mẹ em, gia đình em cho được 1 hecta. Trời. 1 hecta, 18 tuổi là đã sở hữu 1 hecta đất rồi. Đến năm bao nhiêu thì em cất được cái nhà? Em nhớ không làm thì năm 2006 em đã cất cái nhà cấp 4 thôi. Là lúc đó em nhiêu tuổi? Năm đó em 28 tuổi. 28 tuổi ta cất được căn nhà rồi đó. Có người đàn ông bản lĩnh đó. Nói chung là trai tài thì gái sắc đó nghe. Rồi, mình sẽ cho gặp mà Người thân đi. À, em đi với ai à? Dạ em đi với hai bạn thân. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và các bạn khán giả. Thì em là bạn của Hồng Loan. Tụi em chơi chung với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Em rất là hiểu tính bạn. Lúc nãy bạn có nói á, là bạn rất là mạnh mẽ. Thì nói thật với mọi người luôn á, là cái vườn rau Salafarm của bạn là một tay bạn tự làm. Từ cái mảnh đất đó là chỉ trồng ruộng thôi. Bạn là người tự mua máy cày về, tự cày đất, tự xới đất, tự mai màng để trồng nhà màng, và tự làm hết tất tần tật các thứ, tự kinh doanh luôn. Đối với em á, thì bạn rất là kiên định. Em cảm thấy người bạn của em rất là chín chắn. Ở đây thì em thấy anh đây nè, có thể là gần giống với lại cái hình mẫu mà bạn em vẽ ra. Tại em thấy anh á, là 18 tuổi anh bắt đầu tự lập được rồi. Thì em nghĩ anh là người chín chắn theo như bạn em muốn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ, em đi với hai đồng nghiệp của em. Theo đó là em trai và em dâu. Cháu xin chào chú Quỳnh Linh và chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả tại trường quay. Cháu là Thúy An, là em dâu của anh Thương. Em xin nhận xét một xíu về anh Thương. Thì anh Thương á, là bề ngoài thì không có vẻ như là đặc sắc, nhưng anh Thương rất tình cảm, rất là chân thành. Và đặc biệt, tại vì em có em baby mới có mấy tháng thôi, anh Thương rất là chăm em bé rất là tốt. Và sở thích của anh Thương á, em thấy rất đồng điệu với chị. Em hy vọng đây là cũng là một nơi mà có duyên để, dù sao mình đã có duyên gặp nhau rồi, và em hy vọng là anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, đó là từ về tương lai. Em cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu không gian của hai bạn đó, cứ thoải mái trao đổi đi ha. Dạ em chào anh. Chào em. Anh có bó qua tặng em. Sáng hôm nay là 4 giờ sáng anh thức dậy, anh ra chợ anh mua xôi nếp và mít với hoa. Anh về anh tự gói và tặng em. Nè. Dạ em cảm ơn. Cái này cái gì nè? Đây là xôi mít tự làm. Đưa cho bạn gái đi. Trời ơi thấy thương không? Xôi mít tự làm. Dạ. Xôi hả? Dạ, dạ xôi mít. Dạ. Wow. Ở trong muối mít luôn á hả? Dạ. Ôi, em mời chị Hồng Vân. Trời ơi. Cảm ơn em.
Em mời anh Quyền Linh ạ. À. À, thôi thích là mời bạn gái mời tôi. Dạ, em mời hết luôn á Linh. Mời hết luôn ạ. Rồi cảm ơn. Em ăn thử đi, em để em cảm nhận. Để tôi lo cho gọn. Hai bên làm việc đi. Rất là ngon anh. Nói chuyện đi. Bây giờ em cứ chủ động em nói đi đàn trai, tại bên đàn gái người ta lo ăn, người ta mắc ăn rồi. Ngồi đi hai đứa ngồi đi. Anh, em có chuẩn bị hai cuốn sách cho anh Quyền lựa chọn. À, một cuốn hả? Thôi anh chọn cái này. Dạ, em cũng rất là thích cuốn đó. Tại nó liên quan tới một phần cuộc đời em. Chắc anh sẽ đã đọc cho tìm hiểu. Lên lên lên. Trời đất ơi, ông đi ông lấy xôi, lấy nguyên một dĩa xôi đi ăn rồi kìa, lên. Ừ, đi lên cứu bồ người ta kìa, người ta cưa cứ trẻ chia tâm sự. Trời ơi, hết luôn cái dĩa xôi của em rồi kìa. Nói chung là gặp anh á, em nhìn đúng là bạn nói đúng á. Em nhìn anh á, anh là một cái người rất là ấm áp, rất là chân thành, đúng mẫu người mà em thích. Vậy thì chúng ta đều bấm thôi, nút thôi. Nói nghe nè em. À, bây giờ em đứng lên coi cái áo dài mặc rất là đẹp luôn, tự may thấy ghê chưa? Đẹp thiệt là đẹp luôn. Em bạn thấy hú mai, hồn không? Bên bạn biết may áo dài đẹp thì bên đây biết xôi mít ngon. Ngon thiệt, ngon quá. Khoái xôi mít rồi đó. Em cũng thiệt luôn á, ngon lắm. Ngon. Mỗi người mình hát một bài hát rồi tặng nhau cho nó gây không khí đi. Yeah. Không, nói chung là nhạc anh không biết hát đâu. Trước thì em chỉ học lớp những mẹ bà xưa là gu cháu gu con. Em cũng học thuộc lại những câu hò gu những cho trẻ. Bởi vì em hát gu xong rồi tới giờ biết tại sao mà mỗi lần em gu rồi cháu em ngủ rất nhanh. Em gu thử coi nè. Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu che lắc lẻo gặp gần khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Chị tin em. Thôi được chị rồi. Tin em, chị tin là tại sao mà con nít nó ngủ liền. Tại vì em hát có một tông một thôi. Dạ. Em không có lên xuống, một tông một thôi. Giờ mình đối lại chưa để có ai mà gặp người yêu mà hát ru con hết trơn. Em cũng vậy. Đây cũng lạ đó. Đây người ta cũng ru con ru luôn hả? Ru đi, ru lại, ru lại liền. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chạy mẹ thức đủ giữa năm. Tôi sợ hát lộn năm canh chạy mẹ ngủ đủ năm canh. Tự nhiên em quên. Được đó, hai đứa hợp đó, tình yêu hát ru không. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau. Dạ. Nãy giờ nó trò chuyện rồi, ta cảm giác xem hai bàn tay nắm đi các bạn. Nhìn nhau trong vòng 30 giây để xem các bạn có cảm nhận suy nghĩ điều gì với người đối diện. Em cảm nhận được sự tin tưởng. Anh cũng tin tưởng rằng em là một người đi cùng anh suốt lòng đường còn lại trong cuộc đời của anh. Hối với em là khi mà có chuyện gì thì mình sẽ ngồi lại nói cho rõ vấn đề. Em không thích từ cãi nhau. Muốn mấy đứa con nói vào nghe luôn đi. À, nếu mà gia đình con thì em cứ cần hai đứa là đủ. À, không cần đủ nam hay trai gái, mày còn có đủ hai đứa là được. Hai đứa thôi. À, dạ. Hứa với nhau gì luôn đi. Nếu mà lấy nhau thì sẽ chăm sóc nhau gì đó. Đây cũng xin phép chương trình, đây cũng là một cơ duyên. Thì anh sẽ hứa mãi mãi, nắm chặt bàn tay em cho đi dẫn em hết cuộc đời này. Dạ, em tin anh thôi. Em tin, tin là được rồi, trở về ghế. Nãy giờ chúng ta nói chuyện, chúng ta nhìn nhau, nắm tay nhau và có một niềm tin mãnh liệt nào đó. Không cần đến cho mình đâu, người ta nói cản không có được hả? Tình yêu tới rồi là không có cái gì cản được hết trơn á. Nắm tay nhau đi, một nụ hôn đầu tiên bắt đầu đi. Để nguyên luôn. Nếu mà chương trình, nếu mà các em diễn tốt đẹp thì sẽ gặp lại chị Hồng Vân trên đăng ký vợ chồng son.
Trời ơi đó. Vợ chồng son nha. Xong rồi mẹ chồng nàng dâu là gặp rồi. Lại anh Quyền Linh nữa. Em cũng ngồi bây giờ gửi tặng hai bạn chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Em xin giới thiệu, em tên Nguyễn Minh Thông. Em đến từ Tây Ninh, năm nay em 25 tuổi. Dạ, hiện em đang công tác và làm việc tại công ty Foren bên marketing hàng Michaeler. Em làm ở Tây Ninh ở đâu? Em là giám sát, em làm khu vực của Tây Ninh, ở Tây Ninh. Quê ở Tây Ninh luôn? Dạ, quê ở Tây Ninh luôn. À, rồi. Còn em? Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai kế bên và mọi người đang có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Thanh Thảo, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn thư tại trường mầm non thuộc huyện Củ Chi. Em giới thiệu về mình đi, em mạnh ở điểm nào, yếu điểm nào? Dạ, em thì biết nấu ăn. Và biết ca hát. Rồi còn còn cái điểm yếu của mình thì sao? Dạ điểm yếu của em là em hay nóng tính. Bởi vì trong công việc thì đôi lúc một khi em tập trung vào cái vấn đề gì đó rồi á thì em không có màng tới xung quanh. Nhưng mà ai mà giống như tại làm phiền em đó, làm phiền. Em rất là bực. Bực nhưng mà không có tỏ thái độ ra đối với người ta, chỉ bực trong lòng mình thôi. Bực trong nội tâm nội tại mình thôi. Dạ đúng. Em có tật xấu gì không? Dạ ngủ nướng. Ngủ nướng giống chị. Không cái đó không có xấu em ơi. Không xấu. Rồi em trai. Dạ, cái tật xấu của em á đơn giản lắm, ăn nhiều à. Vậy là anh hợp với em rồi đó. Nhưng mà em có cái này thì bạn nữ bên kia nói, bạn nữ bên kia khi mà trong người áp lực đồ nhiều á, tính em á thì rất là vui vẻ. Nếu mà bạn áp lực nhiều á, nếu mà chế độ nhây á, em là nhây số 1. Dạ. Nhưng mà nói nghe, ăn uống nhiều đâu phải là tật xấu đâu. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì tính tình thì nó vui vẻ. Nhiều khi mà em vui quá thành xàm. Xàm quá thành nhây. Dạ đúng nhây rồi. Nhây thành khuyết điểm đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ thương. Không, cái đó là tật xấu đó. Nhây với xàm là coi như là dễ đi đến vấn đề mà xung đột lắm. Mà gặp bạn này bạn nóng là bạn im luôn. Dạ bà, em thì nói chung là em yếu đuối mong manh lắm. Mong manh chết rồi. Coi vậy, nào vậy là bù trừ rồi anh ơi. Em rất là mạnh mẽ. Tính em rất là men. Thôi ơi, gái ta men mạnh mẽ bên đài đây yếu đuối mong manh. Mong manh là sao? Em nói chị nghe coi. Dạ em dễ vỡ lắm. Em vỡ chỗ nào? Em nói chị nghe coi nào. Dạ thì ai mà la chửi em là chửi em một tiếng đầu tiên thôi, tiếng thứ hai sẽ không thấy mặt em đâu nữa hết. Không dạ. Thấy mặt tức là em ôm mặt khóc đi trốn chỗ khác hay là em bỏ đi một nước? Dạ thì em thì ở đây cũng khai thiệt thì mốt bạn cho bạn dễ kiếm. Em thì một toilet dưới gầm giường. Dạ vậy thôi. Hả? Một toilet hai là dưới gầm giường. Em dạ. Mà la người ta là người ta chui vô trong đó nằm luôn. Ủa sao có kỳ vậy anh? Chui vô đó để làm gì chổng vậy? Mình để mình tránh những cái lời mà chửi bới mà. Dễ thương quá vậy. Dễ thương. Rồi bên đàn gái có con đường tình duyên thế nào kể cho bên đây nghe cái. Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình mà em quen lâu nhất là được 2 năm. Lý do chia tay là do bạn đó muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng mà lúc đó em mới vừa ra trường cho nên lại là con một nữa. Chỉ sống với mẹ cho nên em chưa sẵn sàng. Và thiếu thúc giục là muốn cưới. Cho nên em chọn cách chia tay. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì em quen được vài tháng thì mới phát hiện ra là bạn đó là có con. Nhưng mà hoàn toàn là chưa cưới vợ. Vẫn qua lại và có con mà điều đó là giấu em đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Và em chia tay. Dạ. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì rất là gọi là ai cũng nhìn vô cũng thấy là rất hạnh phúc. Nhưng mà đùng một phát vợ của bạn đó nhắn tin cho em nói là đã có vợ con. Rồi em mới hỏi bạn đó thì bạn đó nói là đang trong quá trình ly hôn. Nhưng vài tuần sau thì phát hiện ra là bạn đó vẫn chưa ly hôn. Nói chung là em cái tình trường của em hơi bị lận đận. Đúng rồi. Gặp toàn những người đã có gia đình đúng không? Và em chọn cái giải pháp rút lui là quá hay. Dạ. Em quá là bản lĩnh luôn. Lận đận quá. Em có con chưa? Em có con chưa? Gì vậy? Nói thẳng luôn tôi nghe bên kia. Dạ. Con bên kia quá. Có chưa? Theo em thì trải qua một mối tình. Một mối tình thôi hả? Dạ. Quen nhau bao lâu? Dạ được cũng gần một năm. Nhưng tính cái tính của hai người không hợp á. Không hợp chỗ nào? Dạ thì bạn ấy thì tính hay nhắc chuyện cũ, chuyện xưa gì đó. Không biết môi móc ra nói hoài. Em cũng nhây đó, cái đó là nhây đó. Tính bạn ấy cũng rất tốt. Bạn ấy ghen. Em đi làm hay đi đâu á, em đi làm bây giờ làm việc của em mà cũng cứ ghen được. Hay thiệt. Dạ. À thì vậy là chia tay đó hả? Dạ. Với bạn ấy một phần nữa, bạn ấy cũng chê là anh ơi sao mà cái tuổi em á thì người ta có tuổi học sinh, tuổi thanh niên. Còn em tuổi học sinh tới tuổi già luôn. Em không có tuổi cái thằng thanh niên.
Em lên già nhanh quá. Dạ. Là sao? Có dạ, như là tại vì em đen đó chị. Em đen. Dạ, em đen nhìn hay già. Tội quá vậy. Già trước tuổi tội nghiệp không? Nói chung là hai đứa này có đường tình trắc trở quá. Nói nghe nè, dạ, em còn tin tưởng vào tình yêu không? Hiện tại bây giờ thì tạm tin. Những cái người yêu trước của em á là có đẹp mã, đẹp trai không? Dạ cực kỳ đẹp trai ạ. Có bao giờ em nghĩ rằng cái người tiếp theo em sẽ làm ngược lại? Hơi. Tìm một người thiệt là xấu nhưng mà chân tình. Dạ có. Đây cũng hơi đẹp trai à. Để tôi qua tôi coi. Có duyên à. Thì đó, để tôi coi nè. Hơi nhây chút thôi. Chào em. Trời cũng được lắm chứ bộ. Duyên dáng. Nhìn là thấy em duyên dáng rồi đó. Ừ, được em, được. Dạ. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây của em sao? Bạn ấy dễ thương. Tính bạn ấy thì hoạt bát, vui vẻ. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Ngoại hình đó từ tựa ai? Em từ tựa Khởi My rồi được rồi. Khởi My. Khởi My. Ồ, rất nhiều người sao lại có một cái hình dáng lý tưởng là Khởi My. Tôi đoán bên kia chắc hơn Khởi My về cân nặng. Em ơi. Dạ. Em hình dung bạn này bên đây sao? Em có thích một mẫu người đàn ông giống như anh Quyền Linh không? Dạ. Dạ cũng có. Cũng có phải không? Dạ. Giống như anh Quyền Linh, đen đen như vậy, cao to đen mà thơm. Dạ được. Được phải không? Dạ. Được. Tôi thấy giống như cũng ruột rà cột chèo ở đâu cũng mài mài á, chứ không có đơn giản đâu nha. Đen đen giống nhau ha. Vậy em đoán thử cái bạn bên đây sao? Em đoán, đoán đi. Em đoán đi. Bạn bên đó chắc là sẽ cao hơn em. Chắc vậy rồi. Chưa chắc. Ủa chưa hả? Chưa chắc luôn. Dạ em cao 3m bẻ đôi ạ. Không biết bạn trai bên đó cao bao nhiêu mét nữa? Em nhiêu? Em nói đi. Em để em tính em cộng. Bỏ đâu dài ra anh ơi. Bỏ nó dài hả? Bỏ nó dài nên mình phải trừ bì lại. Dạ em cao 1m6. Rồi yên tâm. Dạ cao hơn em. 3m bẻ đôi, em yên tâm ngon lành. Ít tóc hay nhiều tóc? Dạ ít tóc nhiều tóc không không có quan trọng mà. Tại vì hiện tại bây giờ cũng có thuốc để mọc tóc rồi đó chị. Mass hair. Dạ. Có liền, có ngay và liền mass hair. Nói chung hair là chỗ có chỗ không. Ông nói chuyện gì với chàng. Bây giờ em không thích cái người bạn trai của em là như thế nào? Em không thích. Dạ em không thích bạn trai hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi hút lá. Có hút không? Dạ có. Làm mất mặt quá, bỏ được không? Dạ được. Bỏ nha. Dạ. Hút thuốc nhiều không có tốt nha. Dạ. Rồi hứa bỏ. Dạ không có tính lăng nhăng. Có lăng nhăng không? Nó quen dạ không mối tình xưa giờ. Ta bỏ rồi. Dạ. Không có lăng nhăng được. Với lại bạn trai thì em không có cấm nhậu. Nhưng mà nhậu về thì đi ngủ đừng có nhây. Đừng có lầy. Có nhậu không? Để có mà. Trời ơi sao nó làm mất mặt quá vậy, bỏ nhậu được không? Tại vì em làm giao tiếp khách hàng á, nhiều khi cũng uống một hai chai bia vậy. À, một hai chai thôi ít. Dạ. Không sao. Còn gì nữa không cưng? Dạ hết rồi ạ. À, ừ. Được rồi. Như vậy thì cặp đôi này bây giờ họ đã nói chuyện rồi. Tôi thấy đàn gái cũng hợp với đàn trai luôn rồi đó. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng ha. Rồi, đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em và các chị đồng nghiệp ạ. Chào mẹ. Chào đàn gái. Chào cô. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Hồng Vân. Dạ, Quyền Linh. Dạ, chào cô. Là mẹ của bé Thảo. Cô thấy con rể tương lai nè, thấy được không? Hợp với con gái mình không? Hợp với gia đình mình không? Dạ, thấy em này cũng nói chuyện cũng hiền, thì cũng được. Cái đó là mẹ cho con quyền quyết định để con chọn bạn để tiến tới hôn nhân. À, theo cái cảm nhận của Vân đó, là mật khẩu rồi đó, bật đèn xanh đó. Thấy không? Ừ. Còn gì nữa? Thì đó. Tranh thủ chào, chào cô. Chào đi, nói vài câu với cô đi. Nói với đừng cô. Đừng nói nhây nha. Con cảm ơn cô. Con cũng hứa với cô là nếu mà con và em mà được thành đôi thì lúc đó cô ráng lo cho con nữa. Ông hề hước vui nhộn. Sau đây ông vô kịch Phú Nhuận tôi đi ông ạ. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với dì Tư và em trai. Dì chào Tư. Dì Tư. Dạ chào dì. Em trai ruột á hả? Sao mặt nó buồn quá lắm mà. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị cô. Hồng Vân. Dạ. Dạ chào em gái ở dạ, bên trên. Dạ chào gì? Dạ xin chào toàn thể tất cả quý vị trong trường quay. Tôi là dì Tư của Minh Thông. Minh Thông thì cũng chân thật quá mà nãy giờ nhận định thấy cháu gái bên này cũng rất là hiền hậu, chân thật, dễ thương, nhìn coi vui vẻ quá. Dạ. Mà nghề nghiệp cũng có. Rồi lại quê hương xứ sở hai bên cũng cận kề. Dạ. Thành ra dì Tư thấy rất là hợp. Thì giờ á, giữa hai cháu á, nhận định đi, đây cũng có trước mặt là gia đình. Rồi hai cháu lát nữa sẽ bấm nước. Ok, bấm nước, bấm nước. Để mình sẽ được tìm hiểu rồi sau đó sống trong một gia chung, trong một gia đình hạnh phúc. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn dì Tư. Dì Tư là ưng bụng lắm rồi đó. Ưng cái bụng rồi đó. Rồi. Mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông.
có món quà và đặc sản của Tây Ninh mình. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nè, giống hoa cưới. Đây là một bó hoa lần đầu tiên em làm, tự tay làm. Còn cái ý nghĩa thì anh tự mở lá thư cho em coi ạ. Dạ rồi, cảm ơn. Mở lá thư ra đi thông. Dạ. Ông chạm điện không cứng đơ người hết trơn, hết hoạt ngôn nổi luôn rồi đó. Biết chữ không? Gì vậy? Bấm dạ, em kiếm cái nút bấm luôn. Bấm luôn. Kiếm cái nút bấm luôn. Cái nút ở trên anh, cái nút ở trên. Ủa đọc cái gì mà bấm luôn thì đọc đi. Đọc lên đi anh, đọc lên đi. Anh có thích ăn ngọt không? Nếu có thì giờ đổi của em. Dạ, nguyên nữa? Câu là anh có thích ăn đồ ngọt không? Nếu có thì về đội của em nhé. Thật rồi em ơi, em thiếu chữ đồ. Tại vì em đi đến đây là chị. Anh có thích ăn ngọt không chứ không có ăn đồ. Dạ đây em sao? Ăn đồ, ăn ngọt. Nói nghe nè em, lý do gì mà em tặng một cái chùm bông như bông cưới vậy? Dạ, tương lai luôn á chị. Em khẳng định là ngày hôm nay là em sẽ rinh được nàng về Vinh đúng không? Dạ, tại vì chương trình nói là đến rước người yêu. Em không có nghĩ là đến đây để tìm người yêu, mà em đến đây để rước người yêu. Để rước người yêu luôn, dạ. Trời ơi, duyên dáng dễ sợ thiệt á. Rồi cảm nhận về nhau đi, hai đứa. Anh thấy em như thế nào ạ? Em cũng dễ thương. Chân thành đi anh, thật lòng mình nói đi. Đúng em có rồi. Mặt không? Thì anh cũng có thua gì em đâu. Không, thật sự thì mình mập mình dễ thương mà. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Em thấy anh sao? Dạ em thấy tính cách của anh thì hiền, ngoại hình thì cũng dễ nhìn. Tại còn em nhìn đây dễ nhìn thôi chứ thiệt ra ngoài em nhìn khó, cũng khó nhìn lắm. Khó nhìn là sao anh? Bụng bự. Không, bụng em cũng bự. Cái đó mình giống nhau rồi, không em không có quan trọng gì đâu. Tới đây anh thấy em là ok rồi, không còn nói để hỏi gì nữa hết á. Em hỏi là nếu như mà mình bấm nút hẹn hò đó thì anh định là trong bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân? Tại vì mẹ em cũng mong có cháu lắm rồi. Nếu mà tiến tới hôn nhân thì chắc cũng khoảng nửa năm nữa. Nửa năm nữa, dạ. Khoảng nửa năm nữa thì... Rồi. Nói nghe nè, giờ hai đứa đó, thử ra nắm tay nhau coi có điện có đúng nhịp không? Xong rồi hát xong rồi hát đúng nghe. Một cái là hát một bài. Đúng biểu, rồi. Biểu hiện cái tình cảm của mình liền. Tiến tới đi Minh Thông. Cô này là chắc chắn hát hay nè, không biết anh kia làm sao đó. Đừng giật em, giật điện mạnh quá anh ơi. Trời ơi, em hết hồn luôn. Điện mạnh quá, giật. Thấy ghét không? Duyên dáng dễ sợ. Hai tay. Nắm vậy nè, anh nắm vậy mới đúng. Nắm hai tay luôn. Đúng rồi, nhìn mắt đó. Có thể hát cho nhau nghe đi. Dạ, đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. Cũng giống như kèm món quà gửi cho anh. Bài hát được mang tên Quà Cho Anh. Những món quà nhỏ bé chưa một tình yêu lớn. Tình yêu đó mang cho riêng tặng anh. Và em chỉ ước mơ lấy thôi một điều, tuy đơn giản nhưng ngọt ngào. Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền, muốn có mát một bờ vai em. Em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến, và em yêu những nụ hôn anh vẫn hay trao. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn những câu hứa không hề thay đổi. Tim em luôn cần những lời quan tâm, để hôm nay em biết anh còn yêu em. Sau chương trình này em sẽ về sẽ không nghe nhạc nữa. Dạ tại vì có bạn này hát hay quá rồi, không cần nghe nhạc nữa. Bây giờ em đáp lại dạ, cho chị. Anh thì tới đây anh cũng chuẩn bị một bài hát để tặng cho em, nhưng mà anh hát thì không được hay, nhưng mà em ráng lắng để mà nghe. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lành em thức giấc bởi anh quá yêu người. Rồi ok, về chỗ đi. Bây giờ hãy nói với nhau một câu, mỗi người một câu, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Bấm nha em. Bấm đi. Anh bấm bên này nè anh ơi bên trên, lên trên. Dạ đúng rồi. Để em đi kiếm. Em ơi, ở trời xào tí nữa em. Tay em ngắn quá. Thôi tôi đi về. Hết vai trò luôn rồi. Không còn cái gì để nói. Dạ chương trình đến đây là kết thúc hay sao hai MC?
Thì tự hung luôn đi. Tự làm đi, nếu coi rồi tự con, làm. Con xin phép bác. Tình yêu giờ nó mạnh dạn nhanh chóng quá. Dạ, chào chị Hồng Vân. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, kính chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Thị Bé Ngọc, năm nay em 33 tuổi, là kế toán công ty xây dựng ở Sóc Trăng ạ. Ngọc ở Sóc Trăng. Ngọc đang ở Sóc Trăng luôn hả? Dạ. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Chào bạn nữ bên kia và chào khán giả. Em tên Nguyễn Hoàng Yên, sinh ra lớn lên ở Hậu Giang, làm việc tại Hậu Giang luôn. Ủa có gần không Linh? Sát bên luôn. Sát bên luôn hả? Dạ sát bên. Ôi, bạn đó tên Yên đúng không? Bạn Yên. Bạn Yên là nhiêu tuổi Yên? Dạ em 33 tuổi. 33 luôn. Ờ, bằng tuổi luôn. Rồi em, cái điểm mạnh của em là điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc có thể chịu được áp lực, vui vẻ, hòa đồng. Bạn còn ưu điểm nữa không? Bạn giỏi về cái gì? Giỏi may vá theo dạ, em cũng biết may vá chút đỉnh. Rồi dạ. Có biết ca hát hay là nhảy múa gì không? Dạ, em có thể hát được. Hát được dạ. hát dòng nhạc gì? Dạ, có thể ca cổ được. À, ca cổ chút xíu nhớ tặng cho ảnh nha. Dạ. Điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm yếu của em là hơi nóng tính xíu, kiểu như hơi thẳng tính á, tại vì đôi khi mình thẳng tính có những vấn đề nó sẽ không hay. Em nấu ăn ngon không? Dạ, nấu ăn thì em nấu được nhưng mà không ngon lắm, đó là cũng là một điểm yếu của em. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì biết chơi thể thao, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, bóng đá. Các loại bóng ha? Dạ, các loại bóng. Các loại bóng. Em cũng thích nấu ăn. Đi đâu mà ăn cái món gì ngon ngon là hỏi cách nấu. Rồi nếu mà không có người hỏi thì bắt đầu lên mạng về nấu. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm em chắc hay quên. Hay quên, gì nữa? Chứ em cũng không biết nào. Tức là ổng là hoàn hảo rồi, ổng có khuyết điểm. Bé Ngọc. Dạ. Em đó giờ là em yêu mấy người rồi? Dạ cách đây 10 năm thì em có quen một bạn được 3 năm. Sau đó tụi em chia tay thì đến nay cũng chỉ tìm hiểu một vài người chứ không có quen nữa. Lý do tại sao vậy? Là lý do là em là 86 rồi, là nữ tuổi dần. Cho nên là gia đình bên đó không đồng ý cho nên tụi em dừng lại. Qua cái lần đó em có cảm thấy giống như em bị chựng lại, em bị mặc cảm về cái chuyện tại vì mình tuổi dần cho mình làm biếng tìm hiểu không? Dạ cũng có một phần chị, nhưng mà theo em nghĩ á, mỗi một người sẽ có một quan điểm sống khác nhau. Cái nhận định của người khác thì mình không thể nào thay đổi được, hoặc là mình không thể nào áp đặt người ta được. Nhưng mà biết đâu đó cũng sẽ có những người sẽ có những suy nghĩ sẽ thoáng hơn, thì quan trọng là cái tính cách và cái việc họ sống như thế nào thôi, chứ cái tuổi thì không phải là quyết định hết. Bạn Yên ơi, bạn có sợ tuổi dần không vợ? Dạ không chị, quan điểm của bạn gái nói khi nãy là cũng đồng quan điểm với em. Em không quan trọng về tuổi tác, ăn do cách sống của mình có biết dung hòa cho cuộc sống hay không thôi. Đúng rồi, tuổi tác không có quan trọng ha, quan trọng cái duyên số thôi. Em có mấy mối tình rồi Yên? Lúc học cấp 2 em có một mối tình đơn phương, và khi ra trường thì cũng có một mối tình chính thức. Chia tay cũng gần 2 năm rồi. Quen mấy năm? Dạ, 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Nói chung là cũng có tính tới chuyện hôn nhân. Thì bên bạn gái đó nói là phải bắt rễ. Công việc của em thì cũng gần với Sóc Trăng, mà cô ấy thì cũng làm ở Sóc Trăng. Ở đâu em không quan trọng, quan trọng là cuộc sống của mình ổn định, thuận tiện cho công việc được rồi. Mà em nói thôi em không chịu ở rễ, em nói phải về bắt làm dâu. Em nói chơi nhưng mà không đúng thời điểm. Tới trưa là nhắn tin là nói mình không đồng quan điểm đâu, thôi chia tay đi. Trời đất ơi. Em giỡn thôi đó hả, mà coi như chia tay mối tình hả? Dạ, cái cô ấy nói vậy làm cô ấy tư tưởng suy nghĩ quá nhiều rồi. Rồi em cũng có nhắn tin tới lôi nha, nhưng mà cô ấy nói là cô kiên quyết luôn phải không? Thôi đừng có nhắn tin nữa. Rồi, chia tay lãng xẹt. Lãng xẹt. Bên kia có chịu làm dâu không? Về cái vấn đề làm dâu á thì em nghĩ á là cha mẹ thì bên nào cũng là cha mẹ. Nhưng mà em có cái là công việc ở Sóc Trăng của em bây giờ hiện tại đang khá ổn định đó. Với nhà em cũng đơn chiếc, cho nên là cái việc làm dâu di chuyển thì nếu mình về Hậu Giang thì em phải di chuyển công việc, hoặc là phải tại nhà cũng đơn chiếc, cho nên là chắc sẽ hơi khó xíu. Hơi khó thì làm dâu đúng không? Dạ. Em ở huyện nào? Dạ em ở Cù Lao Dung ạ. Nhưng mà bên Yên á, là Yên có bắt buộc phải là làm dâu không? Dạ không chị, hồi nãy em cũng có nói là cho thuận tiện cho công việc là được rồi. Dạ. Nói nghe nè, rồi á em có cái hình mẫu lý tưởng nào mà em tưởng tượng trong đầu em phải lấy cái người chồng như vậy không? Nói chung thì về cái hình mẫu á thì chắc cũng có anh Linh gì đó, tính tình điềm đạm nè, lo lắng gia đình chăm sóc rồi nè. Còn mấy cái hình của anh về gia đình thì cũng rất là thích. Là em thích một mẫu y xì anh Quyền Linh luôn.
Tại vì hình mẫu mà còn có thể trả giá lên xuống. À còn trả giá lên nhưng xuống mà, được đúng không? Nhưng mà Yên đẹp trai hơn anh. Chào bà mối. Thôi dạ thì được đó nha, nói cho em biết nha. Dạ. Rồi em có tưởng tượng là cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào không? Người của em gương mặt, cặp mắt long lanh giống như chị Mai Phương vậy đó. Mặt long lanh như Mai Phương. Tiếp tiếp rồi cái miệng sao, cái mũi sao nè. Rồi cao bao nhiêu nè? Cao 1m54 cho lên được rồi. Ôi, dễ. Em hình dung đi cái người ngồi bên đây á, em tả thử coi có trúng cái gì không? Cũng xinh. Mắt to nhỏ. Mắt nhỏ mà làm văn phòng thì có thể nước da hơi trắng. Mắt này cũng gần gần giống Mai Phương, có mai mốt á. Rồi em không thích điều gì ở bạn gái? Độc đoán. Khi người ta nói gì ra nghịch ý mình, cái mình đoán này đoán kia, mình suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung là suy diễn chứ không phải độc đoán. À, suy diễn lung tung. Bạn gái anh hỏi là em không dạ. thích điều gì ở đàn ông? Em thích không thích nam mà quá gia trưởng á, nghĩa là nam chỉ cần cái gia trưởng đủ để quyết định thôi. Rồi không thích gì nữa? Không thích đàn ông mà không chung thủy á. Không, bạn này thì anh thấy là chung thủy đó, bởi vì cái tính tình của bạn nãy giờ nói chuyện mình cảm nhận được. Dạ. Ha, bây giờ mình gặp đàn trai đàn gái coi họ có ý kiến gì nha. Vâng ha. Đàn gái đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với sếp em, chị sếp. Rồi chào chị sếp. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em xin giới thiệu, em là Trúc, là sếp mà cũng là giống như là đồng nghiệp của Ngọc, đồng hành với Ngọc khoảng 9-10 năm nay rồi. Ồ, thân lắm rồi đó. Làm việc chung Ngọc á thì em có cái cảm nhận là Ngọc rất là chân thành mà tính tình thì thẳng thắn hơn. Bữa nay Ngọc tham dự chương trình này là đây là cái duyên rồi, đến được nay từ Sóc Trăng mà lên đây, mà gặp được anh này thì em thấy ok đó, em thấy là hợp với Ngọc đó. Hợp. Cảm ơn em. Bây giờ em trai đi với ai? Trai đi. Ừ dạ em đi với mẹ, với hai cô, với Dượng và đứa em đồng nghiệp với rồi. Anh dạ xin chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hoàng Yên, thì cũng mong muốn đến đây để là tìm một cô dâu đi. Tại vì từ lâu cũng mơ ước, tại vì nhà có 4 người con trai mà đã lo gia thất được 3 rồi hết rồi. Còn đứa con trai út thì nó ham học quá đi, nó muốn có cái sự nghiệp trong tay nó, rồi nó mới có lập gia đình. Cho nên hôm nay có cái chương trình như thế này đó là nó mới đến đây để nhờ là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân để giúp đỡ, để xe duyên cho đôi bạn đứa trẻ đó. Là tôi cũng mơ ước đó là để đứa có gặp được cô dâu út. Cháu đây nói thấy là cũng được, cũng hài lòng và vừa ý, đẹp mắt luôn đó. Mong sao cho được hai đứa nó được nên đôi. Vấn đề là hai đứa phải tìm hiểu như thế nào thì tôi mơ ước làm sao được dâu út sắp tới là cho được vậy thôi. Dạ thì cho cô nó cũng có đôi lời đi. Cô thấy sao cô? Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chị Hồng Vân. Thì trước tiên em xin kính chúc anh và chị được dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, để kết nối xe duyên cho tuổi trẻ. Như ngày hôm nay là em đến đây được là em rất là vinh hạnh. Thì em thấy cháu nói chuyện thì em rất là thấy chuẩn. Thì theo công việc thì em thấy nó cũng có xứng đôi với cháu em rồi. Tàu hai đứa nó có duyên thì ngày nay nó bấm nút. Thì tiến tới hôn nhân thì em rất là vinh hạnh là em có tiệc cưới. Dạ vì em có nhiều em xin hết. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Vậy là Hậu Giang với là Sóc Trăng đã gặp nhau rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa đi ha. Hy vọng mọi điều đi. Tốt đẹp. Hy vọng nha, hy vọng. Kéo nha. Nào. Chuẩn bị nha Yên. Không gian này là của các bạn đó. Rồi, bắt đầu đi Yên. Trời ơi. Dạ, dạ anh có anh. Anh có bó quà tặng em ạ. Anh có hàng rồi, đây là dùng nước đặc sản Phụng Hiệp của anh ạ. Em cũng có quà gửi anh. Trước khi em gửi anh một quyển sách để anh đọc, để tìm hiểu. Tại vì em cũng thích quyển sách này, nó nói về cách nhìn nhận sự việc của nam và nữ, để hai người hiểu nhau hơn. Còn đây là một món quà em tự tay làm, mặc dù nó không đẹp lắm nhưng mà nó mang ý nghĩa là hôm nay là em đến với một cái sự chuẩn bị nghiêm túc. Dạ, cảm ơn. Trên đời từ hồi xưa giờ tôi làm mai cũng gần chục năm rồi, tôi chưa thấy tình yêu nào mới quen nhau tặng rùa. Mà chưa hết nữa nè, bà rùa này bà phóng lên cái bà rùa kia trời. Trời đó, coi cô chịu nổi không nè. Bà nhỏ phóng lên bà lớn mà đỡ đần á. Trời ơi, mới vô Ngọc phóng lên Yên rồi đó.
nghĩ sao mà em tặng cặp rùa vậy? Dạ, em tặng cặp rùa là giống như đi đâu cũng có đòi. Chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Thôi, bây giờ hai bạn... Bà leo xuống đi. Thôi, nó không có leo, nó không leo. Kệ nó đi. Làm xấu hổ quá. Các bạn cảm nhận gì nhau thế nào? Hai bạn nói về cảm xúc gặp nhau đi. Thì đúng đúng như hồi nãy là anh Quỳnh Linh nhận xét là nhìn anh Yên hiền, thấy có mấy miền tay chân thành. Còn Yên thấy Ngọc sao Yên? Dạ... Yên làm xin... như chết đứng hay sao á, giống như từ hải chết ngồi chó lộn. Chết ngồi nhìn ngắm không à, không có nói được. Bạn gái cũng xinh, mấy quan điểm của bạn gái nói thì nó cũng hợp ý của em đó. Nếu mà mình tìm hiểu được rồi, em nghĩ bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Ông đặt thẳng vấn đề luôn kìa. Tại vì theo quan điểm của em thì hôn nhân là mình hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân. Cho nên là cái chuyện mà thời gian dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là mình tìm hiểu nhau, mình cảm thấy hợp. Tại vì người ta nói cho hôn nhân là không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà là 0,5 cộng 0,5 bằng 1. Là mọi người sẽ nhúng nhường nhau một xíu để hòa hợp lại. Thì cho nên cái thời gian đó em nó không quan trọng. Hình như là em đang đọc được suy nghĩ của anh hay gì? Trời ơi. Dễ sợ luôn. Rồi ví dụ như tụi em mà quen nhau, tìm hiểu nhau thì tính là một tuần gặp nhau mấy lần? Dạ, em rảnh là em muốn gặp nhau em thích gặp bạn gái mà mình thích để nói chuyện đó. Gặp mỗi ngày luôn? Dạ. Bây giờ mình tính chuyện là quan điểm về sinh con trai đầu lòng hay gái đầu lòng đi, bàn nhau luôn đi. Anh thì con trai con gái thì cũng được, mà phải có nam có nữ. Có điều kiện thì ba đứa, còn không điều kiện thì phải hai đứa. Chứ một đứa thì nó không có anh có em thì nó cũng buồn. Em cũng đồng quan điểm là thường tại vì một đứa thì nó sẽ hơi buồn. Em thì nam nữ em cũng không quan trọng. Người ta nói con là của trời cho nên là mình chăm sóc nó tốt để nó thành một người tốt của xã hội là được. Giờ nãy bạn gái nói là hát cải lương giùm cổ được á, mình hát tặng bạn trai một bài, một đoạn, một câu nào đó đi. Tại vì em bị viêm họng đó cho nên là có thể là hát góp vui thôi mọi người. Quý vị bỏ qua cho em nếu mà không có sao. Gì sơ xuất. Dạ. Em xin hát một đoạn giọng cổ trong bài Chợ Mới đi. Ơi dòng sông mang nước nơi nào, có về quê em ghé thăm đôi điều, gần em nhớ thương anh nhiều. Trong trời xa dường như anh thấy chiếc áo nàng vơi. Chợ mới người ơi, chưa hẹn lòng như đã chờ mong. Mình ở Sóc Trăng mình hát bài Sóc Trăng chứ tự nhiên hát bài An Giang thì đáp qua đáp lại. Em đáp lại liền đi. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cá ước muốn tương lai, còn tôi giờ thế tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Rồi chút xíu bấm thì chung đường chung bước liền. Hả, bấm một cái là chung đường chung bước liền. Ok. Chúng ta chuẩn bị bấm nút nha. Chúng ta hãy kiểm tra một lần nữa con tim của mình. Khi bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu thật sự các bạn cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, một mảnh ghép của mình, thì hãy ghép lại với nhau và bấm nút nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 và 1. Hết thời gian. Wow! Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Trời ơi, mẹ em vui quá, mẹ với dì vui quá kìa. Nắm tay vô đi. Bắt đầu từ bây giờ, Hậu Giang với Sóc Trăng là một rồi đó nha. Một cái gọi là nụ hôn đầu tiên. Khi mà ta bấm nút để chứng minh rằng mình bấm nút từ trái tim của mình. Hùng dính như ông rùa dưới kia kìa. Cho anh hôn em nha. Đó.